Thông tin từ VN Invest, Thủ tướng yêu cầu kiểm kê đất đai trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 để đánh giá đầy đủ thực trạng nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. Theo chỉ thị ngày 23 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm kê đất năm 2024. Việc kiểm kê của từng đơn vị hành chính các cấp gồm hai nội dung. Thứ nhất, kiểm kê diện tích các loại đất và đối tượng đang quản lý sử dụng. Thứ hai, quản lý sử dụng đất sân góp, sân bay, khu vực sạt lở, bồi đắp và có nguồn gốc từ nông lâm trường. Thời gian thực hiện kiểm kê từ ngày 1 tháng 8, thời điểm có hiệu lực của ba luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Số liệu được tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Vì thế, việc kiểm kê lần này theo yêu cầu của Thủ tướng phải đánh giá được thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất cũng như biến động trong 5 năm qua của từng địa phương, chấp hành pháp luật trong sử dụng đất. Đồng thời, qua việc này cũng làm rõ nguyên nhân, tồn tại và đề xuất biện pháp siết quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân các tỉnh quyết định thời gian hoàn thành, nộp kết quả kiểm kê đất đai cấp xã, huyện. Bộ Quốc phòng, Công an cần hoàn thành và gửi kết quả kiểm kê đất đai cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh trước ngày 31 tháng 3 năm 2025 để tổng hợp, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Kết quả kiểm kê đất đai cả nước sẽ được công bố trước ngày 30 tháng 9 năm sau. Kiểm kê đất đai được tiến hành định kỳ 5 năm một lần, gần nhất vào năm 2019. Tổng diện tích đất cả nước là hơn 33,1 triệu hectare, trong đó đất nông nghiệp gần 28 triệu hectare, phi nông nghiệp 3,9 triệu hectare và chưa sử dụng 1,23 triệu hectare. Theo Vietnamnet, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư với dự án thu hồi đất di dời nhà trên và ven kênh rạch. Cụ thể, đất có nguồn gốc sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng đã lấn chiếm và tự chuyển mục đích sử dụng thì không được bồi thường nhưng được tính hỗ trợ về đất. Trường hợp sử dụng trước ngày 1 tháng 7 2014, hỗ trợ 70% giá bồi thường đất ở. Trường hợp sử dụng từ ngày 1 tháng 7 2014 trở về sau không tính hỗ trợ về đất. Diện tích đất để tính hỗ trợ là phần diện tích có nhà, công trình, vật kiến trúc. Đối với phần diện tích đất không có nguồn gốc sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sẽ tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, về hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức căn cứ quy định tại Luật Đất đai năm 2024 để giải quyết tái định cư cho hộ dân. Trường hợp thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở đủ điều kiện bồi thường về đất ở thì được giải quyết tái định cư bằng nền đất hoặc nhà ở xã hội. Tại cuộc họp báo về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngày 23 tháng 7, chia sẻ về vấn đề tỷ giá, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, đây là một vấn đề lớn, phức tạp trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ thời gian qua. Tỷ giá có quan hệ tổng hòa với nhiều yếu tố vĩ mô về lãi suất, cung tiền, tác động từ các nền kinh tế lớn, tâm lý thị trường. Phó Thống đốc cho rằng, rất nhiều vấn đề lớn như vậy, nhưng tỷ giá Việt Nam đồng vẫn ổn định. Mức mất giá khoảng 4,4%, thấp hơn so với nhiều nước, có nước mất tới 7% đến 11%. Chúng ta không thể căng cứng hay cố định tỷ giá trong bối cảnh thế giới chịu nhiều tác động. Phải điều hành tỷ giá sao cho hài hòa, đảm bảo kiểm soát lạm phát, đảm bảo trạng thái ngoại tệ, cung cầu ngoại tệ, Phó Thống đốc Đào Minh Tú chia sẻ. Nhà điều hành cũng thông tin, giá trị nhập khẩu của Việt Nam lên đến 178 tỷ đô la Mỹ và cần lượng ngoại tệ rất lớn. Vì vậy, giải pháp trung hòa phải tạo điều kiện cân bằng giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Thứ hai là cần giải quyết được sự đồng bộ giữa chính sách tỷ giá và chính sách lãi suất, đảm bảo kiểm soát lạm phát trên cơ sở điều hành tỷ giá, đảm bảo cung cầu ngoại tệ của nền kinh tế. Thực tế, Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng nhiều biện pháp cần thiết như động thái bán ngoại tệ từ ngày 19 tháng 4 để giữ tỷ giá ở mức hợp lý, tạo nguồn ngoại tệ cho nhập khẩu, đảm bảo tâm lý của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đã nhiều lần hút tiền Việt Nam đồng về thông qua nghiệp vụ phát hành tín phiếu trên thị trường mở. Bạn thấy sao về thông tin này? Hãy để ý kiến ở dưới phần bình luận nhé!